tại thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19 của hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh. Để tiêm ngừa vaccine COVID-19 miễn phí cho toàn bộ người dân tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ trích ngân sách địa phương 100 tỷ đồng. Số còn lại được huy động từ các nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Sau 3 tuần lễ phát động, từ ngày 19 tháng 3, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận trên 26 tỷ đồng từ đóng góp ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh.